tổ điều tra và những vụ án bí hiểm phần 19 của tác giả cầu vô dục tôi cử tuyết tình và miêu miêu bám sát diện trưởng lư bảo dĩ ca vào mạng để thu thập tư liệu về cô nhi diện trăng trăng thì cùng với tôi đi điều tra hoàn cảnh bốn ông chủ đi cùng diện trưởng lư tối hôm qua một lần nữa đến khách sạn tối qua khiến cho tôi suýt nữa bị cháy rau mèo. Dùng hết mọi thủ đoạn từ ép buộc đến dụ dỗ mua chuột mới moi được thông tin về thân phận của ông chủ lý từ miệng của trưởng quầy. Ông chủ lý tên đầy đủ là Lý Hồng Nghiệp, chủ tịch một công ty xuyên quốc gia, trầm tính, rất ít xuất hiện trước đám đông. Ba tháng trước, ông ta tổ chức tiệc cho cháu trai ở khách sạn này, làm đến mấy trăm mâm. Trong số khách hứa có không ít người là cán bộ nhân viên trong công ty của ông ta. Vì thế, trưởng quầy mới biết lai lịch của ông ta hoành tráng đến như vậy. Tổ chức tiệc cưới cho cháu trai à? Cháu trai hay là con trai? Mặc dù chỉ mới gặp một lần, nhưng mà tôi không đến nỗi đến cả tuổi của đối phương cũng không nhớ nổi. Bốn người thuộc bọn ông chủ lý đều chỉ trạc 40-50 tuổi, cùng lắm cũng chỉ vừa mới lên làm ông sao có thể mở yến tiệc đón cháu dâu chứ đúng là cháu ông ấy kết hôn con trai con gái ông ấy cũng có đến mà thực ra lúc đó tôi cũng giật mình ông ấy ngồi cùng với con trai con gái mà trông giống như là anh chị em vậy vé mặt trướng quay rất phức tạp chứng tỏ ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy câu chuyện mình nói ra hết sức quan đường tôi gọi điện cho dĩ ca bảo anh ta lập tức lên mạng tìm kiếm tư liệu về ông chủ lý Cậu ta trả lời rất nhanh. Cả gian thương này thật đáng sợ đấy. Tư liệu về ông ta ở trên mạng ít đến nỗi không thể ít hơn được nữa. Trong trang web của công ty chỉ có vài câu giới thiệu ngắn gọn, ngay cả ảnh cũng không có. Ông ta không bao giờ tham gia hoạt động công khai của công ty, chỉ duy nhất một bản tin có liên quan. Đó là khi phóng viên chụp trộm ảnh của ông ta, liền bị ông ta sai bảo vệ, cướp lấy máy ảnh. Có điều sau đó ông ta lại cho phóng viên kia không ít tiền ngoài ra còn xin lỗi nói rằng sợ đưa ảnh lên mặt báo sẽ dễ bị bắt cóc xem ra giới chủ lắm tiền nhiều của này đều là những kẻ nhát gan cả biết chính xác ông ta bao nhiêu tuổi không tôi khá quan tâm vấn đề này không rõ chính xác bao nhiêu tuổi trong bản giới thiệu không có nói ông ta sinh năm nào nhưng có đề cập thời kỳ mới giải phóng ông ta khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh lương thực và dầu mỡ. Cho dù lúc đó ông ta mới khoảng chục tuổi thì tính ra bây giờ đã bảy tám mươi tuổi rồi. Tôi bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt. Ông chủ lý đã bảy tám mươi tuổi, vậy mà tối qua trong ông ta rõ ràng chỉ mới khoảng bốn mươi năm mươi mà. Hơn nữa ông ta uống rượu không kém gì một người trẻ tuổi như tôi. Với một cụ già uống rượu như thế không bị xuất huyết não mới lạ. Lẽ nào tối qua tôi gặp ma quỷ rồi. Tiếp tục trăn trở về vấn đề tuổi tác của ông chủ lý, chắc cũng chẳng tìm được manh mối gì. Vì thế, tôi bèn hỏi dĩ ca có tìm được nguồn kinh tế của cô nhi diện ở đâu không? Ngoài công ty của ông chủ lý còn có ba công ty niêm yết có trụ sở tại vùng này, tài trợ dài hạn cho cô nhi diện. Hơn nữa, số lượng cũng không ít. Công ty tài trợ nhiều nhất lên đến 500 ngàn. Công ty tài trợ ít nhất á, cũng đến 300.000 đồng. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là thông thường các công ty niêm yết mỗi khi làm việc thiện đều thông báo rùm beng với giới truyền thông. Nhưng mà bốn công ty này lại rất im hơi lặng tiếng. Tôi chỉ có thể tìm thấy số tiền họ quyên góp cho nhà thờ trong bản báo cáo tài vụ của công ty. Nếu không phải là công ty niêm yết, họ có quyên góp bao nhiêu cũng không ai biết cả. Giọng nói của dĩ ca cho thấy anh ta cũng vô cùng khó hiểu về chuyện này. Ngoài ra, anh ta cũng còn cho tôi biết tên tổng giám đốc của ba công ty còn lại. Tất cả đều trùng với tên họ ba ông chủ mà tối qua tôi đã gặp. Nhất định đúng là họ rồi. Nguyên góp ủng hộ cho cô Nhi Diện là việc thiện, hiến tặng mà không để lại danh tính, không có gì lạ. Nhưng với doanh nghiệp thì đây là một chuyện không thể xảy ra. Sở dĩ doanh nghiệp làm việc thiện, mục đích chính không ngoài nâng tầm ảnh hưởng để thu nhiều lợi nhuận hơn. Ví dụ trước đây có công ty sản xuất đồ uống quyên góp 100 triệu đồng cứu trợ thiên tai, lập tức danh tiếng nổi như cồn, giúp cho họ sản xuất không đủ cầu trong suốt một thời gian dài. Làm việc thiện theo kiểu áo gấm đi đêm, chỉ bằng đem số tiền đó làm hoa hồng phân chia cho các cổ đông của công ty cho xong. Lẽ nào bốn công ty này đang thực hiện những vụ giao dịch bẩn thiểu lén lút cấu kết với cô nhi Diện buôn bán nô lệ tình dục. Suy đoán mà không có căn cứ chi bằng thu thập thêm nhiều chứng cứ. Vì thế tôi và Trăng Trăng bèn lập tức đến trụ sở công ty của ông chủ lý mong tìm được manh mối có giá trị từ ông ta. Xin lỗi, tổng giám đốc Lý đang dự hội nghị. Xin anh chị đợi một lát. Nửa giờ trước, nữ thư ký xinh đẹp như hoa của ông chủ lý trả lời chúng tôi như vậy. Nửa giờ sau, cô ta cũng lại bảo rằng ông chủ lý vẫn đang dự hội nghị tiếp sau đó chúng tôi lại đợi thêm một giờ nữa cô ta cũng vẫn bảo ông chủ lý đang dự hội nghị xem ra hôm nay không gặp được ông chủ lý rồi đối với những kẻ giàu có khinh người như ông ta trừ phi chúng tôi bắt được thóp hoặc chính ông ta là nghi phạm cần phải bắt thì mới có thể đưa ông ta về đồn cảnh sát để từ từ thẩm vấn còn nếu chỉ muốn mời ông ta phối hợp điều tra thì e rằng đó là việc không hề dễ dàng. Nếu như ông ta cố tình tránh né không gặp chúng tôi, thì chúng tôi cũng đành chịu. Đã không gặp được ông chủ lý, thì cũng không nhất thiết phải lãng phí thời gian ở đây làm việc. Thế nhưng khi chúng tôi vừa ra khỏi cửa, thì cô thư ký lại dẫn hai nhân viên an ninh đuổi theo, vừa lễ độ vừa cẩn trọng nói với Trăng Trăng. Thưa cô Lý, tôi vừa phát hiện không thấy điện thoại đâu nữa, xin hỏi cô có trông thấy nó ở đâu không ạ à? trăng trăng nghe thấy thế liền nổi sung cao giọng hỏi nè cô nói thế là có ý gì định bảo tôi ăn trộm hả à không tôi không có ý đó có điều vừa rồi chỉ có cô đi lại ở bên cạnh tôi nếu cô không ngại có thể cho tôi khám người được không ạ à? thái độ của cô ta rất khiêm nhường nhưng trước đòi hỏi quá đáng này thì dù có khiêm nhường đến mấy cũng khó mà khiến cho trăng trăng vốn nóng tính như lửa chấp thuận được. Trăng trăng sầm mặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, đồng thời dán tà lên, hình như chuẩn bị cho một trận đánh nhau to. Nữ thư ký sợ hãi lùi lại, hai nhân viên an ninh kia lập tức đứng chắn giữa cô ta và trăng trăng. Cô ta nói bằng giọng hơi có vẻ sợ hãi. Nếu cô không đồng ý cho khám người thì tôi chỉ còn cách là báo cảnh sát thôi chúng tôi không phải cảnh sát hay sao còn báo cảnh sát gì nữa trăng trăng tức giận gào lên hai nhân viên an ninh kia cũng bất giác lùi lại tôi kéo trăng trăng lại nói nhỏ bên tai cô thêm việc không bằng bớt việc cô không lấy trộm điện thoại thì cho người ta khám người cũng chẳng mất đi tí thịt nào nhưng mà nếu cô ta báo cảnh sát ít nhất chúng ta cũng phí mất nửa ngày đấy mặc dù trăng trăng hiểu ý tôi nhưng làm được hay không á, lại là chuyện khác. cô cắn răng làm một cuộc đấu tranh tư tưởng. cuối cùng đạp cho tôi một cái thật mạnh rồi mới chịu cho thư ký khám người. cô ta bảo khám ở ngoài không tiện nên mời trăng trăng vào trong. vì khác biệt nam nữ nên tôi không đi theo mà ở ngoài đợi. giây lát sau trong đầu đột nhiên xuất hiện mối nghi ngờ. tại sao cô thư ký kia chỉ nghi ngờ một mình trăng trăng? lúc nãy tôi cũng ở lại bên cạnh cô ta cơ mà vừa nghĩ đến vấn đề này thì ngay lập tức đã có câu trả lời xin hỏi ông ông có phải là mộ thân vũ không ạ à? một cô gái xinh đẹp khác trông dáng vẻ như là thư ký xuất hiện trước mặt tôi đợi tôi gật đầu xong liền bảo mời ông sang bên này rồi không đợi tôi trả lời liền đi trước dẫn đường không bảo đi đâu mà cũng không bảo đi gặp ai mặc dù đối phương không nói đi gặp ai nhưng ở đây là đất của ông vũ lý Ngoài ông ta tôi thật sự không nghĩ ra có thể gặp ai nữa. Quả nhiên, khi thư ký dẫn đến trước chiếc xe bềm đúp sang trọng và mở cửa, tôi trông thấy người đang ngồi ở ghế sau chính là ông chủ lý. Ông ta cười thân thiện, vẫy tay chào tôi. Ôi, tiểu mộ, mời lên xe nói chuyện. Có việc gì mà ông ta không thể nói một cách quang minh chính đại mà lại phải sai thư ký giữ chân trăng trăng để nói riêng với tôi tất nhiên là những việc không thể nói công khai được rồi biết đâu tôi sẽ tìm được manh mối từ một số việc không quan minh chính đại như vậy lên xe rồi ngay lúc đóng cửa lại trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ không phải ông ta định mua chuột mình đấy chứ với vị trí của một kẻ có tiền có thế lực như ông ta nếu muốn thủ tiêu một kẻ tép riêu như tôi hẳn không cần phải đích thân ra tay nhưng mà tối hôm qua ông ta đã có dự tính trước rồi ông chủ lý bảo tài xế lái đi. Như vậy cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ có một mình tài xế nghe được. Tất nhiên tài xế là người của ông ta. Để cho người này nghe thì tất nhiên không sợ anh ta nói năng lung tung rồi. Đứa con gái tối qua phục vụ thế nào chắc không tồi chứ. Mặc dù đòi năm nghìn một đêm nhưng hoàn toàn xứng đáng. Ông ta mỉm cười thân thiện, cố giấu vẻ đang giễu cợt tôi ừm um, phục vụ tốt lắm có điều tôi chỉ là một con thỏ đần độn thích ăn cỏ quanh nhà thôi làm chuyện đó với con gái lạ thật chẳng khác nào như bị cưỡng dâm á mà hơn nữa lúc bị cưỡng dâm đến cao trào lại bị các anh em ở đội phòng chống tệ nạn đến hỏi thăm cho nên chẳng có chút hứng thú gì cả ông ta giả ngay giả dại thì tôi cũng cười toe toét mà phối hợp có điều cái cười của tôi giả dối hơn ông ta nhiều Xem ra cậu không vừa ý với cách sắp xếp của chúng tôi lắm à? Ông ta vừa nói vừa lấy ra một phong bì dày cộp đưa cho tôi. Đây, cho cậu, coi như để an ủi, chuyện tối qua cứ xem như là chưa từng xảy ra là được rồi. Tôi nhận chiếc phong bì, thấy nó rất nặng, mở ra xem bên trong có ba cọc tiền loại 100 đồng. Tôi vừa cười vừa đưa trả lại. Không phải ông chủ lý lại định trêu đùa tôi nữa đấy chứ. Tối qua trêu tôi như thế là đủ lắm rồi. Nếu nhận 30.000 đồng này, e rằng tôi vừa xuống xe thì các đồng nghiệp bên viện kiểm sát đã ập đến ngay rồi. Quân tử không có thù dai. Tối hôm qua đúng là đùa có hơi quá, nhưng mà cậu cứ coi như chúng tôi uống rượu thành ra hồ đồ thôi mà. Ông ta lại nhét chiếc phong bì vào tay tôi. Quân tử tuy không thù dai, nhưng mà không làm được gì cũng không nên nhận lọc tôi lại đẩy phong bì trở về. Coi như tôi tặng quà gặp mặt, được chưa nào? Ông ta nhét phong bì vào tay tôi lần thứ ba. Cứ đẩy qua đẩy lại như thế đến phát chán, tôi bèn nói. Ông chủ lý đã quan trọng tôi như vậy, nếu từ chối tức là bất kính. Có điều con người tôi không chơi cờ bạc đĩ điếm, bình thường không tiêu hao hết bao nhiêu tiền. Số tiền này vào tay tôi cũng không có tác dụng gì. Chỉ bằng nhờ tài xế của ông đưa giúp đến tặng cho cô di diện, tôi nghĩ bọn trẻ ở đó đang cần món tiền này hơn. Tôi đưa phong bì tiền cho tài xế đang lái xe, sau khi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ông chủ lý gật đầu cho phép, anh ta mới nhận lấy. Cảnh sát tham tiền tôi gặp nhiều rồi, không tham tiền á thì mới gặp cậu là người đầu tiên, tôi càng ngày càng thích cậu rồi đấy. Nụ cười của ông ta vô cùng chân thành, nhưng ai biết được ông ta thật lòng hay là giả dối cũng giống như tuổi tác của ông ta dù nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể nghĩ rằng ông ta đã bảy tám mươi tuổi rồi con đường của chúng ta khác nhau không cùng tư tưởng không thể cộng tác với nhau được cứ tiếp tục nói chuyện cũng chẳng có nghĩa lý gì à chúng ta đang đi cùng đường ít nhất cậu cũng không có lý do gì để mà bắt tôi cả ông ta vẫn rất tự nhiên tôi cười khẩy buôn người, thậm chí buôn nô lệ tình dục cũng là hợp pháp à? Đây có thể là lý do để tôi bắt các ông đấy. Ông ta lặng người dây lát, nhưng lại lập tức bật cười lớn. Anh bạn nhỏ này, thật là thú vị đấy. Chẳng giấu gì cậu, thời trẻ đúng là tôi lập nghiệp nhờ vào những thủ đoạn không có dễ dàng này. Nhưng đã chuyển sang làm ăn chân chính từ lâu rồi. Với tài sản của tôi hiện nay Cho dù miệng ăn núi lở Cũng phải ăn mấy đời mới hết Theo cậu Tôi có phải dựa vào những thủ đoạn phi pháp này Để kiếm tiền không Vậy quan hệ giữa ông và những người như Ông chủ trần với diện trưởng lư là gì Ông ta chỉ là diện trưởng của cô nhi diện Còn các ông đều là tỷ phú Trong mắt các ông Thử hỏi ông ta có vị trí gì Đừng có nói với tôi rằng các ông có lòng từ bi muốn giúp đỡ bọn trẻ trong cô nhi viện mà cho dù có như vậy đi nữa thì cũng không cần phải nịnh bợ ông ta giữa các ông chắc chắn có mối giao dịch bẩn thỉu không thể cho người khác biết tôi nói một cách nghiêm túc ông ta thôi cười cũng nghiêm túc trả lời tôi tôi và những người như ông chủ trần đúng là có một số giao dịch với ông lư nhưng không phải là buôn bán người hay là nô lệ tình dục như là cậu nghĩ muốn kiếm tiền chúng tôi thiếu gì cách hợp pháp muốn phụ nữ thiếu gì con gái trẻ đẹp nhào vào lòng của chúng tôi trong mắt người đời có thể giao dịch giữa chúng tôi là không có đạo đức nhưng cũng chưa chắc là đã vi phạm pháp luật nếu quả thật chúng tôi tội ác tày trời không thể tha thứ vậy thì cậu cho rằng còn có cơ hội để mà nói chuyện với tôi được sao tối qua sau khi cậu uống say chúng tôi chỉ cần để một chiếc khăn giấy ướt lên mặt cậu là cậu đã không bao giờ tỉnh lại được nữa rồi nghe xong những lời này tôi không khỏi suy nghĩ sự thật đúng như ông ta nói tối qua họ thừa đủ thời gian đối phó với tôi thậm chí chỉ cần một chiếc khăn giấy ướt là có thể khiến cho tôi ngạt thở mà chết báo cáo khám nghiệm tử thi rất có thể sẽ nhận định nguyên nhân gây ra cái chết của tôi là ngạt thở do say rượu họ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả Đúng lúc này bỗng nhiên chuông điện thoại reo, là Trăng Trăng gọi. Xem ra cô đã trừng bạc xong cô thư ký kia rồi. Ông chủ lý ra hiệu cho tài xế dừng xe. Lúc tôi xuống xe, ông ta lại tươi cười hòa nhã. Tôi sẽ quyên tiền cho cô Nhi diện trên danh nghĩa của cậu nha. Chiếc xe chạy rồi mà tôi vẫn đứng trơ bên đường mất một lúc cho đến khi Trăng Trăng gọi lại một lần nữa mới định thần lại được nhận thấy đang ở cách công ty của ông chủ lý không xa nên bèn cuốc bộ trở lại. Trăng trăng bù bù đủ điều bên tai tôi nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Trong đầu chỉ nghĩ đến những điều ông chủ lý vừa nói. Một giao dịch không có đạo đức nhưng lại chưa hẳn đã vi phạm pháp luật. Là giao dịch gì chứ? Diện trưởng lư có thể làm ăn gì với mấy ông chủ này? Ông chủ lý đã coi trọng vụ giao dịch này như thế lại còn không ngại tỏ ý tốt với tôi. Vậy thì có nghĩa là một khi bị dạch trần, vụ giao dịch vô đạo đức này, dù không bị coi là phạm tội, sẽ không thể tiếp tục được nữa. Hơn nữa còn khiến họ bị tổn thất rất lớn. Nhưng với của cải của ông ta, trừ lấy sao trên trời, có lẽ không có gì ông ta không mua được. Mà thứ nếu ngay cả ông ta cũng không mua được, thì diện trưởng lư làm sao có được chứ? Điều quan trọng hơn là vụ giao dịch này có liên quan gì đến cái chết của thiếu lòng tại sao diện trưởng lư lại phải mưu tính hãm hại tôi càng nghĩ càng thấy xuất hiện nhiều vấn đề mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rối loạn nếu có tiểu tương ở đây thì tốt rồi cậu ấy có thể phân tích kỹ lưỡng từng chi tiết cuối cùng rút ra mấu chốt của vấn đề mặc dù không có cậu ấy ở bên cạnh nhưng mà tôi cũng không đến nỗi đâm hoàng đâm xiên như là rắn mất đầu Tất cả mấu chốt vấn đề đều nằm ở diện trưởng lư. Chỉ cần theo dõi chặt ông ta thì nhất định sẽ điều tra ra ngọn nguồn. Gọi điện cho Tuyết Tình hỏi tình hình diện trưởng lư. Tuyết Tình cho biết ông ta suốt ngày ở trong cô nhi viện giải quyết công việc nội bộ không có thấy hành động gì khác thường. Điều đặc biệt nhất có lẽ là quan hệ giữa ông ta và một trẻ mồ côi ở trong viện rất xấu. Hai người liên tục cãi nhau thậm chí có lúc đứa trẻ kia còn đánh ông ta nhưng ông ta lại không hề đánh trả tôi hỏi tướng mạo của đứa trẻ một cô kia có gì đặc biệt cô bảo miêu miêu gửi cho tôi tin nhắn đa phương tiện đính kèm một bức ảnh đi bức ảnh chụp trộm hơn nữa chụp ở khoảng cách xa nên không nhìn rõ lắm tuy nhiên chỉ nhìn qua tôi đã nhận ra đó là Mỹ Lung bởi vì cách ăn mặc của cô bé vô cùng đặc biệt nếu quả thật như ông chủ lý nói là họ không cần thiết phải buôn bán người hoặc là nô lệ tình dục thì suy đoán trước đây của tôi về nguyên nhân khiến cho quan hệ giữa diện trưởng lư và mỹ lung không tốt là không đúng rồi vậy vì sao quan hệ giữa hai người lại xấu như vậy theo lý mà nói diện trưởng là người có quyền quy nhất trong diện vậy mà mỹ lung đối với những người như sơ diêm còn có chút kính nể nhưng lại không hề sợ diện trưởng lư thậm chí còn dám động thủ với ông ta kỳ lạ hơn nữa là diện trưởng lư lại không hề đáp trả điều này khiến cho tôi nhớ đến câu tục ngữ em gái lớn hơn bà chủ có nghĩa là khi a hoàng được thế thì còn hơn cả bà chủ mà cô ta vẫn thường hầu hạ trái lại bà chủ còn phải nhìn thái độ của a hoàng để mà cư xử dựa vào đâu mà cô bé mỹ lung này lại có thế lực hơn cả diện trưởng lư chứ đối với những vấn đề tìm mãi không ra manh mối tốt nhất là không nghĩ đến nó nữa dù sao bên phía viện trưởng lư cũng tạm thời chưa có động tĩnh gì tôi bèn quyết định tiến hành điều tra ba ông chủ khác cũng quyên góp tiền cho cô nhi viện kia đúng lúc đó dĩ ca gọi điện đến nói tôi vừa phát hiện ra một chuyện thú vị đi nè chuyện gì anh nói nhanh lên đi anh chàng này lần nào cũng đòi kể công tôi không muốn nghe anh ta lôi thôi thêm một lần nữa Tôi đọc thấy hàng nghìn trang tin. Anh ta vẫn cứ kể câu một hồi rồi mới nói vào vấn đề chính. Hơn 10 năm trước, ông chủ Trần bị ung thư phổi, hơn nữa ông ta rất trầm tính, chưa bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng. Vì thế có người từng xào xáo chuyện này ở trên mạng, đưa ra suy đoán rằng ông ta đã chết. Công ty ông ta đứng ra cải chính, nói rằng ông ta rất khỏe, rồi chỉ trích tin đồn trên mạng không có căn cứ ngoài ra còn nhấn mạnh đây là âm mưu cạnh tranh của đối thủ mặc dù công ty liên tục cải chính nhưng vì ông ta lại không hề xuất hiện cho nên cổ đông lo sợ rút cổ phiếu khỏi công ty khiến giao dịch cổ phiếu của công ty đều dưới mức sàn liên tục trong mấy phiên về sau một nhà đánh giá cổ phiếu nói rằng công ty hoạt động rất tốt lợi nhuận ổn định kể cả chủ tịch đã chết thì chắc chắn cũng sớm bầu ra người kế vị nhờ đó mới thu hút được cổ đông mua vào. Nhân lúc giá cổ phiếu còn thấp, cuối cùng công ty thoát khỏi khủng hoảng. Có biết chính xác tuổi của ông ta không? Giống như với ông chủ lý, tôi cũng rất quan tâm đến tuổi thật của ông chủ Trần. Không nói chính xác được, tất cả các bài báo và bài giới thiệu đều không nói tuổi chính xác của ông ta. Có điều công ty của ông ta thành lập vào năm 1966, đến nay đã hơn 40 năm và ông ta chính là người sáng lập, vì thế ít nhất ông ta cũng phải 6, 70 tuổi, thậm chí là hơn 80. Nếu không, cổ đông đã không tin vào thông tin ông ta chết như vậy. Lại là một ông già 7, 80 tuổi, hơn 10 năm trước còn bị ung thư phổi nữa. Nếu ông ta bị ung thư phổi lúc khoảng trên dưới 60 tuổi, thế thì chắc chắn không thể chịu được quá trình điều trị rất mệt mỏi rồi. Vậy mà tối qua ông ta lại là người uống rượu khỏe nhất chứ. Nếu bảo ông ta là ông già bệnh tật, đầy mình, đang chờ chết, thì có lẽ sẽ phải coi tôi là người đã chết. Đang lúc suy nghĩ, dĩ ca lại cho biết, hơn 10 năm trước, công ty của ông ta bắt đầu ủng hộ cho cô nhi viện, tính ra thì đó là sau khi ông ta bị ung thư không lâu. Nghe câu này, tôi như bừng tỉnh giữa cơn mơ. Chẳng lẽ những người như ông chủ trần đã mua của viện trưởng lư loại thần dược chữa được bách bệnh thậm chí có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão à quả thật đối với bốn ông trùm này trường sinh bất lão quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời đừng nói mỗi năm quyên góp vài trăm nghìn ngay cả quyên góp hàng triệu thậm chí hàng chục triệu đồng cũng đáng nhưng mà trên đời có loại thuốc này thật không chứ có thể tôi sẽ tìm được câu trả lời từ ông chủ trần nhưng mà với điều kiện ông ta chịu tiếp tôi. Ông chủ Trần, tên đầy đủ là Trần Kiến Đức, mở công ty xuất khẩu mậu dịch, quy mô còn lớn hơn công ty của ông chủ Lý. Tôi và Trăng Trăng đến công ty của ông ta, đợi trước cửa phòng làm việc một lát, liền được thư ký thông báo ông ta bằng lòng tiếp, nhưng chỉ muốn gặp riêng mình tôi. Thái độ của ông ta khá thẳng thắn, nói thẳng là chỉ muốn gặp riêng tôi chứ không lén lút mờ ám như ông chủ Lý. Tôi bảo trăng trăng, nếu không muốn lại bị người ta khám xét thì ngoan ngoãn đợi tôi, đừng có đi lại lung tung. Cô gái này là người rất dễ kích động, nhưng cũng không đến nỗi không hiểu ý tôi. Phòng làm việc của ông chủ trần rất rộng, ít nhất cũng phải 600 mét vuông, đầy đủ bàn trà, quầy ba mini, thậm chí còn có cả một bàn mặt dược tự động, khiến cho tôi có cảm giác nơi này giống phòng giải trí hơn. Từ đó có thể thấy Ông ta là người rất biết hưởng thụ cuộc sống. Ông chủ Trần ngồi trước bàn làm việc còn to hơn cả bàn ăn ở nhà tôi, dãy tay gọi. Khi tôi ngồi xuống đối diện, ông ta liền lấy ra một tập xét, nói với tôi bằng giọng không mấy thiện cảm. Ra giá đi, cần bao nhiêu thì cậu mới không xía vào chuyện của chúng tôi nữa. Tôi cười dững dưng nói, nếu ông chủ Trần cũng muốn lấy danh nghĩa tôi quyên góp cho cô nhi viện Vậy thì tôi thay mặt cho bọn trẻ ở đó xin cảm tạ. Nhưng nếu ông định hối lộ tôi thì không cần đâu. Thầy bói đã bảo rằng số tôi không được sở hữu những đồng tiền bất chính. Vì thế e rằng tôi không có phúc được nhận ý tốt của ông. Ông ta bỗng nhiên bật cười sảng khoái, lấy ra hai điếu xì gà từ trong hộp để trên bàn, tự tay cắt đầu xong rồi đưa cho tôi một điếu, còn mình tự chăm điếu còn lại, nhả ngụm khói xong mới nói. Ông Lý bảo cậu không tham lam, tôi không tin. Không ngờ đúng là như vậy. Tôi rút bật lửa chăm xì gà, thông thả rít một hơi. Ông đã biết tôi không tham tiền thì đừng có phí thời gian vào chủ đề này nữa. Ông chủ lý bảo tôi rằng các ông có một số giao dịch hợp pháp với diện trưởng lư. Đã là hợp pháp thì xin đừng ngại cho tôi biết đó là giao dịch gì. Chỉ cần ông chịu nói ra, tôi cũng không phải làm phiền các ông thêm nữa. Ông Lý không nói với cậu, tất nhiên là có lý do của ông ấy. Và tôi cũng giống như vậy thôi. Cậu nên hiểu, với quan hệ xã hội của chúng tôi, muốn đối phó với cậu dễ như trở bàn tay. Nếu cậu tiếp tục làm phiền chúng tôi vì chuyện này thì đừng có trách. Ông ta nói toạt móng heo, không dòng dò như ông chủ lý. Các ông không dám làm gì tôi, ít nhất là không dám thủ tiêu. Tôi thể hiện vẻ mặt đầy tự tin. Ông ta hơi nhíu mày. Tôi chậm rãi giải thích. Tôi cảm thấy rất lạ lùng. Tại sao tôi qua, các ông không trực tiếp thủ tiêu tôi, mà lại phải mất công khổ sở đưa các đồng nghiệp của tôi bên đội phòng chống tệ nạn đến bắt tôi về tổ chơi gái. Nhưng sau đó, vừa rồi đó, tôi cũng đã hiểu ra, bởi vì các ông sợ, sợ tôi chết trong cuộc rượu của các ông sẽ khiến cho các ông trở thành tiêu điểm của truyền thông. Sợ tất cả đều biết tuổi tác thật của các ông bởi thế, các ông chưa bao giờ cho phóng viên chụp ảnh, không dám xuất hiện ở nơi công cộng, thậm chí bên ngoài xuất hiện tin đồn ông đã chết, mà ông cũng không công khai xuất hiện, bởi vì các ông sợ mọi người biết rằng, mặc dù đã 7, 80 tuổi, thậm chí đến hàng trăm tuổi, mà các ông vẫn có vẻ bề ngoài chưa quá 50. Các ông giống như con quỷ hút máu, chỉ có thể sống trong bóng tối, chỉ cần ánh sáng chiếu vào là tan biến thành khói bụi. Tôi càng nói càng kích động, liên tục nhấn giọng. Ông ta yên lặng không nói gì, cơ mặt hơi co lại. Mãi lâu sau mới cười gượng gạo. Cậu suy đoán không sai. Đúng là chúng tôi là những lão già đã gần trăm tuổi. Bởi thế mới không muốn tiếp xúc với truyền thông. Làm việc cũng cố gắng hết mức, không gây ồn ào. Sợ rằng sẽ bị mọi người coi là quái vật. Nếu như ở thời điểm ba bốn mươi năm trước, cậu dám nói với tôi như vừa rồi á, thì chắc chắn ngày mai người nhà sẽ phải bới thùng rác mà tìm chân tay cho cậu đấy đã nắm được điểm yếu của đối phương tôi cũng không cần khách sáo nữa mà thẳng thắn ra điều kiện tôi muốn biết các ông và viện trưởng lư có giao dịch gì chỉ cần ông nói ra tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật trường sinh bất lão cho các ông ông ta bỗng nhiên lấy từ ngăn kéo ra một đồng bạc xem ra đó là vật kỷ niệm có giá trị không nhỏ mỉm cười bảo tôi tôi không nói thẳng ra với cậu được bởi vì việc này có liên quan đến lợi ích của tôi và các bạn tôi nếu cậu bằng lòng đánh cược và nếu cậu thắng thì tôi sẽ nói cho cậu biết còn nếu như cậu thua thì đừng có quấy rầy chúng tôi về chuyện này nữa đánh cược thế nào tôi khá may mắn trong những lần đánh cược nhỏ thường không mấy khi thua ồ cách chơi thì rất đơn giản cậu bỏ hết tiền trong người ra trước đi tôi không phải là người có tiền bình thường chỉ mang theo vài trăm đồng hiện tại trong ví còn hơn tám trăm vì thế lấy ra tám tờ loại một trăm còn tiền lẻ không lấy ra cho đỡ xấu hổ đợi tôi để tiền lên mặt bàn xong ông ta liền hất đồng bạc trên tay chúng ta sẽ tung đồng bạc để phân định thắng thua mỗi ván tung một lần nếu mặt phải ngửa lên là cậu thắng mặt trái là cậu thua. Đánh tất cả 10 gián, giá trị mỗi gián bằng một nửa số tiền cậu có ở trên bàn. Ví dụ như gián đầu cậu thắng, tôi thua cậu 400. Gián thứ hai cậu lại thắng, tôi thua cậu 600. Cứ như vậy mà tính. Sau 10 gián, nếu số tiền của cậu nhiều hơn số tiền hiện có bây giờ thì cậu thắng. Còn nếu ít hơn thì tức là tôi thắng. Đề nghị của ông ta đưa ra thoạt nghĩ thì có vẻ như tôi rất có lợi bởi vì tôi có tổng cộng 800. Cho dù thu cả 10 ván thì vẫn còn lại 7 hào 8 xu. Còn nếu toàn thắng có thể thu về hơn 40.000. Nhưng với một kẻ như yêu tinh già này làm sao có thể để cho mình nhận phần thua được? Màn cá cược này thật ra là một cái bẫy về logic học. Tỷ lệ đồng bạc ngửa mặt phải lên nằm trong khoảng từ 49% đến 50%. Như vậy tôi thắng được sáu gián đã là may lắm rồi. Nhưng theo cách đánh của ông ta, cho dù tôi thắng sáu gián thua bốn gián thì tiền vẫn cứ ít hơn trước. Tối thiểu phải thắng bảy gián trở lên thì tiền mới nhiều hơn. Như thế cũng có nghĩa là nếu cược với ông ta, tôi coi như cầm chắc phần thua. Tôi gãi vào sau gái, giả giờ nghi ngờ nói. Ít nhất tôi phải thắng bảy gián thì tiền mới nhiều hơn được tôi nghĩ mình không may mắn đến như vậy đâu vừa nói vừa cất tiền vào ví bị tôi nhìn thấu mưu gian ông chủ trần có vẻ hơi thất vọng đặt đồng bạc xuống bàn xoay qua xoay lại lát sau lại nghĩ ra cách chơi mới cậu là cảnh sát hình sự vậy tôi đưa ra bài toán suy lý cho cậu đoán không vấn đề gì chứ ừ, được thôi tốt xấu gì tôi cũng đã làm cảnh sát được mấy năm nếu ngay cả thách thức như thế này cũng không dám chấp nhận thì quả là mất mặt. Ông ta cười vẻ điệu cán, ngắm nhìn tôi dây lát rồi nói. Trên người cậu có bật lửa, có ví tiền, chắc còn có cả chìa khóa và điện thoại nữa. Có lẽ còn có một vài bao thuốc thơm. Ông ta nghĩ một lát rồi lại nói. Bây giờ đặt giả thiết trên người của cậu, chỉ có ngần ấy thứ. Tất nhiên là cậu còn mặc quần áo, ngoài ra không còn thứ gì khác. Giả sử cậu đi tuần tra trong tòa nhà cao 16 tầng, trống trơn và không có thang máy, lúc lên đến tầng 15, cậu nghe thấy có tiếng kêu cứu, nhẹ nhàng đi đến gần, thấy năm người đàn ông to khỏe đang chuẩn bị cưỡng dâm một cô gái yếu đuối. Cậu phải làm cách nào để giúp cô gái khỏi bị chà đạp? Chà, đây quả là một vấn đề khó. Trên người chỉ có bật lửa, ví tiền, chìa khóa, điện thoại, thuốc lá và quần áo không có bất kỳ loại vũ khí nào, hầu như không thể nào một mình đối chọi được với năm người đàn ông to khỏe. Hơn nữa địa điểm lại là tầng 15 của tòa nhà trống trơn và không có thang máy. Cho dù có báo cảnh sát hay tìm người giúp đỡ của những người gần đó thì cùng lắm cũng chỉ có thể bắt được bọn thủ ác chứ không thể giúp cô gái thoát khỏi tai họa được. Rốt cuộc phải làm cách nào để giúp cô gái đây? Chẳng lẽ lại ngu ngốc bước đến chào hỏi năm gã đàn ông to khỏe rồi đưa cho mỗi tên một điếu thuốc à cầu xin chúng bỏ miếng thịt béo ngậy đã kề sát miệng kia đi hoặc chia hết tiền trong ví cho chúng để chúng đi tìm niềm vui ở chỗ khác chà tay không tất sắc lại ở trong tòa nhà trống trơn gọi trời không biết gọi đất không hay làm thế nào để cứu cô gái yếu đuối khỏi năm gã đàn ông to khỏe chứ bài toán suy lý của ông chủ đưa ra quả thật là khó Tôi nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không tìm được đầu mối. Ông ta thấy tôi khổ sở suy nghĩ, không có kết quả, liền đắc ý cười lớn. Sao? Nghĩ ra chưa? Chớ bảo lão già này bắt nạt cậu. Tôi không thể đợi cậu cứ nghĩ mãi như thế được. Nếu tôi hút xong một điếu xì gà mà cậu chưa đưa ra đáp án, thì coi như là cậu thua đấy. Điếu thuốc trên tay của ông ta đã cháy gần nữa. Với tốc độ hút của ông ta thì trong vòng 20 phút là hết. Vậy mà lúc này tôi vẫn chưa lần ra được chút đầu mối nào. Xì gà. Nhìn điếu xì gà trên tay của ông ta, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Bật lửa. Mấu chốt của bài toán này là chiếc bật lửa, điện thoại và mớ quần áo có thể đốt được. Hút lá cũng là một ít tác dụng, chìa khóa thì hoàn toàn không quan trọng. Trong tình huống này muốn cứu cô gái chỉ có một cách đó là dọa cho bọn thủ ác sợ mà bỏ đi. Tôi thoải mái rít một hơi xì gà, để bật lửa và điện thoại lên bàn, rồi mới thông thả đưa ra câu trả lời. Trên người của tôi có bật lửa, có thể phát ra lửa, tất nhiên cũng có thể đốt cháy quần áo. Tôi chỉ cần cởi áo khoác ra, dùng bật lửa đốt cháy. Sau đó, lại giò nát thuốc lá, dứt vào đốt cùng, khiến cho nó sinh ra một làn khói dày tạo ra một vụ quả hoàng giả. Có điều chỉ làm như thế cũng chưa đủ. Tôi còn phải lấy pin điện thoại ném vào đống lửa. Pin điện thoại được dán kính hợp chất lithium bên trong sẽ nóng lên, giãn nở rất nhanh, tạo thành một quả pháo có quy lực lớn. Sức công phá có thể làm chết một người trưởng thành. Ở Cam Túc, từng xảy ra vụ việc tương tự. Trong lúc một thợ hàng đang làm việc, do nhiệt độ môi trường cao đã khiến cho chiếc điện thoại để trước ngực phát nổ, làm cho anh ta bị gãy xương sườn và dở tim mà chết. Tuy nhiên, sức công phá của pin điện thoại lớn đến đâu cũng không quan trọng. Quan trọng là nó sẽ tạo ra một tiếng nổ lớn. Thử nghĩ xem, nếu lúc đó nhìn thấy ngay cạnh mình tỏa ra khói đặc kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc thì cho dù là ác quỷ dâm dục đến mấy cũng đều không thể làm được. Do đó, phản ứng đầu tiên của bọn chúng là chỉ có thể lập tức rời khỏi nơi nguy hiểm. Chúng đi rồi, đương nhiên cô gái cũng được an toàn. Nghe xong đáp án của tôi, ông chủ Trần ngây người ra dây lát, rồi lập tức nói một cách xảo quyệt. Không được, không được. Năm tên này đều là những kẻ vô cùng hung ác, không thể dễ dàng bỏ chạy vì sợ hãi như thế được. Coi như chúng thật sự muốn chạy thì cũng phải thay nhau làm nhục cô gái xong rồi mới chạy chứ. Đáp án của cậu như thế là không đúng bây giờ đến lượt tôi ngẩn người ra một lúc lão già này không định chơi xỏ đấy chứ rõ ràng đáp án của tôi hết sức hợp lý vậy mà ông ta lại bảo là không được như thể nhất định ông ta phải có câu trả lời hợp lý hơn thế là tôi liền hỏi đáp án chính xác là gì thế nhưng ông ta lại không hề đã động gì đến chất vấn của tôi bèn tìm cách thoái lui dù sao đáp án hoàn toàn không giống như cậu nghĩ tôi còn nhiều việc cần làm thôi bây giờ cậu về đi ông đã không nói ra được đáp án tốt hơn. Như thế chẳng phải là rõ ràng định chơi xỏ tôi còn gì. Mau nói đi, vụ giao dịch giữa các ông với viện trưởng lư là gì? Tôi bất ngờ đứng bật dậy, nhìn ông ta chầm chầm. Chỉ tiếc là không thể ăn sống nuốt tươi ông ta ngay lập tức. Cái gì? Cậu định làm gì? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu chỉ là một cảnh sát hình sự cỏn con mà thôi nếu cậu còn không chịu đi tôi sẽ gọi bảo vệ đến tiễn đi đấy quan chức cấp cao có quan hệ tốt với tôi không ít cậu định gây khó dễ cho tôi à coi chừng không gánh chịu được phải biến đi đấy ông ta nói xong liền bấm điện thoại bảo thư ký gọi bảo vệ vào được lúc này đúng là tôi không đấu lại ông có điều quả đất tròn sẽ có ngày gặp lại chúng ta cứ chờ xem tôi nổi giận thực sự định bụng gọi trăng trăng vào quậy cho ông ta một phen nhưng bây giờ thì tôi lại thay đổi ý định bởi vì vừa rồi khi tôi hỏi ông ta rằng họ đang tiến hành vụ giao dịch gì với viện trưởng lư ông ta lại bất giác nhìn vào bức tranh treo trên tường nhân lúc ông ta không để ý tôi quan sát bức tranh mấy lần phát hiện thấy có dấu vết thường xuyên bị dịch chuyển có thể phía sau bức tranh kia là thứ tôi muốn có nhưng bây giờ thì không thể được vì thế trước tiên phải làm cho ông ta lơ là cảnh giác rồi sẽ tính sao ra khỏi công ty ông chủ trần tôi bàn với trăng trăng đến tối lẻn vào phòng làm việc của ông ta để điều tra bức tranh khả nghi kia sau khi hiểu rõ ý tôi trăng trăng phản ứng rất mạnh hét lên anh định đêm nay lẻn vào văn phòng của ông ta lấy trộm đồ hả nói khẽ thôi sao cô không vác cả loa phóng thanh đến công ty của ông ta mà nói cho rõ tôi nghiêm mặt chỉnh cô một câu bèn nói tiếp nếu cô không muốn đi tôi cũng không ép dù sao việc làm này là phạm pháp bị người ta phát hiện chắc chắn sẽ phiền phức tình hình ở bên trong căn phòng này ra sao chúng ta làm thế nào mà tránh được bảo vệ đi tuần tra chứ kỹ thuật mở khóa của anh có được không nếu lại mất hàng tiếng mới mở được cửa như lần trước thì chi bằng để tôi đạp bung ra tôi vốn còn lo cô không đồng ý lẻn vào điều tra phòng làm việc của ông chủ trần bây giờ xem ra đã lo hảo rồi cô ấy có vẻ vô cùng hứng thú với việc này nửa đêm đến giờ tí là lúc con người buồn ngủ nhất đồng thời cũng là lúc lơ là mất cảnh giác nhất vì thế tôi chọn thời điểm này để cùng với trăng trăng lẻn vào công ty của ông chủ trần nhân viên bảo vệ trực ban hình như đều đã trốn việc đi ngủ Chúng tôi lần theo bóng tối đến trước cửa văn phòng cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Đến cửa văn phòng, vốn cho rằng phải mất chút thời gian mới vào được. Ai ngờ cửa không khóa, những dụng cụ mở khóa mà chúng tôi chuẩn bị đã không phải dùng đến. Có điều suy nghĩ kỹ, cũng không thấy không có gì là lạ lắm. Ông chủ trần vào nứt đố đổ vách, quan tâm gì mấy thứ cỏn con trong văn phòng. Hơn nữa, ông ta càng không đề phòng lại càng khiến cho người khác nghĩ rằng bên trong không có thứ gì đáng giá. Nhưng ông ta có đầm mơ cũng không nghĩ rằng kẻ đột nhập ăn trộm đồ lại là chúng tôi. Vào bên trong rồi tôi bảo Trăng Trăng canh chừng ở phía sau cửa, còn mình đi thẳng đến trước bức tranh gỡ nó ra. Suy nghĩ của tôi quả thật không sai, phía sau bức tranh có một chiếc tủ bảo mật cắm vào trong tường. Chiếc tủ này mở bằng mật mã. Lúc trước Tiểu tương dạy cho tôi cách mở khóa, cũng dạy luôn cả cách mở tủ bảo mật. Cách tốt nhất đối với loại tủ bảo mật này là phải tìm mật mã ngay trên bàn phím. Tôi quan sát kỹ các phím bấm ở trên bàn phím, phát hiện thấy ba phím số 1, 6 và 9 có dấu vết sử dụng hơi nhiều. Thế là liền thử vận may, ấn bừa một lượt lên ba phím này. Tất nhiên là không mở ra được. Mặc dù tôi không may mắn đến nỗi ấn bừa cũng mở được tủ bảo mật, nhưng cũng không phải là không có tác dụng gì, vì tôi đã phát hiện ra đó là mật mã bốn số. Mật mã bốn số tạo thành từ ba con số, tôi tính toán sơ qua, tổ hợp mật mã phải là 3 mũ 4, tức là phải có 81 tổ hợp. 81 tổ hợp mặc dù không nhiều, thử lần lượt cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng mà tôi không cho rằng tủ bảo mật của ông chủ Trần có thể cho phép tôi thử liên tục 81 lần hầu hết tủ bảo mật sau khi nhập sai mật mã ba lần liên tục đều phát ra báo động thậm chí có một số còn báo động ngay sau lần thứ hai bởi thế rất có thể tôi chỉ còn có một cơ hội nữa mà thôi đúng lúc tôi đang dò đầu bứt tay suy nghĩ xem rốt cuộc mật mã là gì thì trăng trăng bỗng nhiên nói khẽ bên ngoài hình như có người đang đi về phía này đó lần này phiền to rồi tôi phải nhanh chóng mở được tủ bảo mật sau đó tìm cách thoát thân. Rốt cuộc, ông chủ trần sắp xếp ba chữ số 1, 6 và 9 thành mật mã gì chứ? Đúng lúc tôi đang khổ sở vì điều này, thì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi vội ấn nhanh một tổ hợp mật mã. Cạch, cạch, tủ bảo mật đã bị mở ra. Quá ra mã là năm thành lập công ty 1966. Mở két xong, tôi thấy bên trong có một chiếc hộp bằng gấm rất đẹp. Ngoài ra không có còn gì nữa. Lúc này Trăng Trăng rón rén đến cạnh tôi thì thào: "Người ngoài kia sắp đến cửa rồi, chúng ta phải làm thế nào? Có cần tôi quật ngã họ rồi xong ra không?" Tôi cũng trả lời rất khẽ: "Cô tưởng mình là hoa hồng đen hay là hoa mộc lan chắc? Chúng ta là cảnh sát đấy. Vậy, vậy phải làm sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi lộ vẻ căng thẳng nhưng vẫn tràn đầy hăng hái. Cô gái khùng này có lẽ thường ngày đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp cho nên đã coi mình là nữ hiệp rồi. Đang nhầm nhe chuẩn bị quậy phá một trận. Nhưng tôi không muốn cũng điên khùng theo cô. Nếu bị người ta phát hiện vào đây lấy trộm đồ thì tổ trưởng không lột da chúng tôi mới là lạ. Tôi vội vã mở chiếc hộp gấm rọi đèn pin vào. Thấy bên trong có năm chiếc lọ pha lê xinh xắn, chế tác tinh vi. Mỗi lọ đựng khoảng 50ml chất lỏng. Trong suốt, màu đỏ, pha đen trông như là rượu vang tôi lấy ra một lọ mở nắp rót một ít vào túi đựng vật chứng sau đó đặt tất cả mọi thứ vào vị trí cũ đóng tủ bảo mật đồng thời treo bức tranh ra bên ngoài lúc này tôi đã nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài thế là lập tức kéo trăng trăng chui vào gầm bàn làm việc của ông chủ trận. chúng tôi vừa chui xuống gầm bàn thì cửa đã mở ra hai luồng sáng mạnh từ ngoài cửa chiếu vào rọi khắp bốn phía Lát sau tôi nghe thấy giọng một người đàn ông cất lên. Tôi đã bảo là cậu bị qua mắt mà, làm gì có ai vào đây chứ? Lập tức lại có một giọng đàn ông khác. Vừa rồi rõ ràng tôi nhìn qua truyền hình mạch kính, thấy có bóng hai người chui vào mà. Chúng ta vẫn cứ phải tìm cẩn thận đi. Đây là phòng tổng giám đốc, nếu mất thứ gì thì chúng ta phiền đấy. Ừ, tìm thì tìm, nếu tìm không thấy cậu phải mời tôi ăn đêm nay nha. Bây giờ thì hay rồi. Chả trách lúc nãy đi vào, chúng tôi chả thấy bóng ma nào. Quá ra người ta giám sát bằng camera truyền hình mạch kính. Nếu bị họ phát hiện, chắc chắn tổ trưởng giết tôi chết. Nhân viên bảo vệ vào phòng, hình như có hai người. Chùm sáng từ chiếc đèn pin trong tay của họ rồi khắp căn phòng, giống như hai linh hồn đang tìm chỗ trú ẩn, khiến cho người ta sợ chết khiếp. Để tránh bị họ phát hiện, tôi chỉ còn cách ra sức chui vào gầm bàn. Mặc dù bàn làm việc của ông chủ Trần rất rộng, nhưng mà hai người trốn vào trong gầm không phải là chuyện dễ. Trong lúc ra sức chui vào, tôi bỗng cảm thấy chạm vào thứ gì đó vừa mềm lại vừa đàn hồi. Quay lại nhìn mới phát hiện quá ra mình vừa chạm vào ngực của Trăng Trăng. Nếu là bình thường, e rằng cô sẽ lập tức nện cho tôi một trận, nhưng vì lúc này nếu có động tĩnh gì sẽ bị bảo vệ phát hiện, nên cô chỉ khẽ lấy tay đẩy tôi một cái nhưng không dám đẩy mạnh thật đúng là thừa nước đục thả câu tôi không thể lãng phí cơ hội trời cho này được tất nhiên phải tiếp tục chen vào bên trong tiếp tục hưởng thụ bộ ngực mềm mại căng tròn của trăng trăng nhưng thời gian vui vẻ bao giờ cũng trôi qua rất nhanh trong lúc tôi vẫn đang đắm chìm say sưa trong cảm giác ngọt ngào thì hai gã bảo vệ kia không tìm thấy gì đã đi ra ngoài họ vừa đi khỏi ác mộng đã ập đến với tôi. Họ rời khỏi văn phòng chưa lâu, trăng trăng liền giơ chân đạp tôi ra khỏi gầm bàn như là muốn trả thù. Nhìn điệu bộ nhè nanh múa vuốt của cô, nếu tôi không nhanh chóng tìm cách thoát thân, chắc ngày mai sẽ bị khiêng đến chỗ của lưu niên mất. Bởi thế, trước khi cô kịp xong đến, tôi vội nói ngay, chúng ta lập tức ra khỏi đây, nếu không lại bị hai gã bảo vệ kia nhìn thấy qua camera giám sát đấy. Nói xong, mặc kệ phản ứng của cô ấy nhanh chóng tôi chuồn ra ngoài mặc dù an toàn ra khỏi công ty của ông chủ trần nhưng mà cuối cùng tôi vẫn bị trăng trăng đánh cho một trận có điều đêm đó coi như có sợ hãi nhưng cuối cùng cũng không gặp nguy hiểm hơn nữa chúng tôi đã lấy được thứ mình cần đó chính là mấy giọt chất lỏng giống như rượu vang hôm sau tôi và trăng trăng đến đội kỹ thuật giao mấy giọt chất lỏng màu đỏ pha đen đó cho duyệt đồng xét nghiệm kết quả bước đầu làm cho chúng tôi rất thất vọng chỉ biết rằng chất lỏng bên trong chứa các thành phần bao gồm nhiều loại nguyên tố vi lượng axit amin protein dung môi và rượu suy đoán đó là một loại rượu thuốc ngâm động vật và côn trùng trong thời gian dài nhưng để xác định nó ngâm các loại động vật và côn trùng nào thì phải mất rất nhiều thời gian để xét nghiệm mặc dù kết quả bước đầu không giúp cho chúng tôi biết được việc mua bán hoặc sản xuất loại rượu thuốc này ở chỗ nào vô đạo đức nhưng không phạm pháp song cũng không đến mức tồi tệ bởi vì việt đồng nói rằng trong đó có chứa một lượng rất nhỏ axit formic lúc trước diện trưởng lư lấy của chu tuấn long một thùng axit formic không lẽ là dùng để pha chế loại rượu thuốc thần kỳ có thể giúp người ta trẻ mãi không già này à trong lúc tôi vắt óc suy nghĩ về mối quan hệ giữa những người như diện trưởng lư với vụ án phân quỷ xác của Chu Thiếu Long thì phòng trinh sát hình sự đưa đến thông tin giật gần khiến cho tôi trượt ngã từ trên ghế xuống. Hung thủ giết hại Chu Thiếu Long đã ra đầu thú. Tôi và Trăng Trăng lập tức đến phòng thẩm vấn để nhìn tận mặt kẻ sát nhân. Nhưng sau khi bước vào tôi lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc bởi vì người ra đầu thú lại là Chu Tuấn Long anh trai của người chết. Mặc dù chúng tôi từng nghi ngờ cậu ta nhưng đến giờ gần như đã loại trừ ra khỏi danh sách tình nghi rồi. Tại sao đột nhiên cậu ta lại ra đầu thú chứ? Bất kể cậu ta đầu thú, vì nguyên nhân gì, chúng tôi cũng phải tiến hành thẩm vấn. Cậu ta ngồi trên ghế hầm, vẻ mặt hơi căng thẳng, liên tục thay đổi tư thế. Tình trạng này rất thường gặp. Ghế hầm thiết kế là để khiến cho người ngồi không được thoải mái. Càng không thoải mái thì tâm trạng càng rối loạn. Tâm trạng càng rối loạn thì càng dễ nói sai. Vì thế sẽ thuận lợi cho người thẩm vấn lấy khẩu cung. Tại sao cậu giết hại người chết? Đây là câu hỏi không thể thiếu. Hai mắt Chu Tuấn Long thể hiện vẻ tức giận, trả lời không chút do dự. Tôi hận nó. Tại sao? Nó cướp hết mọi thứ vốn thuộc về tôi, cướp cha tôi, cướp gia đình của tôi, cướp hạnh phúc của tôi. Nó cướp đi những thứ này, tôi cũng không thèm tính toán, nhưng nó còn cướp cả tình yêu của tôi nữa vì thế tôi hận nó muốn nó phải chết cậu ta kích động đến nỗi cắn răng bậm môi hình như nỗi oán hận từ bao nhiêu năm nay đều bùng phát trong giây phút này tình yêu à cậu ta cướp tình yêu của cậu như thế nào cậu ta trầm tư trong giây lát đợi tâm trạng bình tĩnh lại một chút rồi mới chậm rãi kể về mối tình đầu của mình sáu năm trước lúc đó tôi vừa lên cấp 2, từ nhà đến trường có một con đường đi qua cô nhi viện. Một lần tôi trông thấy một cô gái xinh đẹp như thiên thần ở trước cổng cô nhi viện. Thế là từ đó về sau, trong đầu chỉ toàn là hình bóng cô ấy. Lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy. Sau đó ngày nào tôi cũng đi trên con đường này. Mỗi lần ngang qua cô nhi viện, đều rất mong đợi được gặp cô ấy. Dù chỉ là nhìn từ phía sau cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện tiếc rằng suốt một tuần tiếp theo tôi không gặp được cô ấy bây giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy hết sức buồn cười cô ấy chỉ tình cờ ra trước cổng cô như diện để tôi may mắn gặp được chứ cô phải cố tình ở đó đợi tôi đâu làm sao có thể trùng hợp gặp được nhiều lần như thế nhưng lúc đó tôi không nghĩ như vậy tôi nghĩ không biết có phải cô ấy đã bị ốm không hay là đã xảy ra chuyện gì bất trắc càng nghĩ lòng càng rối bời tôi muốn gặp cô ấy nhưng lại không biết làm cách nào để gặp được. Nên đành nhân dịp cuối tuần, được nghỉ học, cứ ngơ ngẩn đi qua đi lại trước cổng cô nhi di viện. Ở đó suốt cả ngày thứ bảy không gặp được, Chủ nhật tôi lại tìm đến, tìm giận may. Không ngờ trông thấy cô ấy thật. Lúc đó cô ấy đang phát tờ rơi trước cửa nhà thờ. Tôi đứng từ xa nhìn cô ấy rất lâu, vẫn không dám lại gần. Bởi vì lúc đó hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tôi cảm thấy tự ti hơn nữa ăn mặc lại nhếch nhác như thằng ăn mày khiến cho tôi không dám trèo cao để giới tới thiên thần trong lòng mình nhưng tôi cứ đứng mãi ở đó và cuối cùng cũng bị cô ấy phát hiện cô ấy còn mỉm cười thân thiện với tôi nữa nụ cười của cô ấy rất ngọt ngào rất say đắm lòng người khiến cho tôi hồn vía lên mây tôi không biết mình làm thế nào để đến được bên cô ấy hình như cô ấy nói với tôi rất nhiều nhưng tôi lại giống như đang nằm mơ Không nhớ được gì cả Chỉ nhớ rằng tên cô là Mỹ Lung Một cô bé mồ côi ở cô nhi viện Để hằng ngày được trông thấy Mỹ Lung Tôi không những tin theo đạo cơ đốc Mà hằng ngày còn dành thời gian đến để giúp đỡ cô nhi viện Dạy bọn trẻ viết chữ và chơi với chúng Cuối tuần thậm chí còn giúp họ dọn dẹp vệ sinh Chỉ cần được ở cạnh cô ấy Tôi bằng lòng làm tất cả mọi việc loãng một cái, những ngày tháng như thế đã qua được 5 năm. Trong 5 năm ấy, ngày nào tôi cũng đều rất vui, nhất là từ sau khi diện trưởng Lư giúp mẹ con tôi xin được giấy phép mở cửa hàng hóa chất. Điều kiện gia đình khá dần lên. Sau này tôi cũng bán một số thứ như là muối không trộn iốt và thuốc thử hóa học. Trong tay cũng có một số tiền dư dật. Có tiền rồi, tôi không còn tự ti như trước nữa. Tôi thường mua một số quà tặng cho Mỹ Lung và ngầm để cô ấy biết là tôi rất thích cô ấy nhưng mỹ lung lại không thích tôi mua quà cho mình mà thích tôi mua một số đồ ăn vặt cho bọn trẻ trong cô nhi di viện hơn trong khi chính cô lại không thích ăn vặt còn thể hiện ngầm cho tôi cô ấy hoặc là giả câm giả điếc hoặc là chỉ cười không nói gì như thế cũng không sao dù sao tôi cũng còn trẻ có nhiều thời gian ngày nào cũng ở bên cạnh nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ lọt vào mắt xanh cô ấy tôi luôn suy nghĩ như vậy cho đến khi đứa con quan kia xuất hiện mới bắt đầu cảm thấy lo sợ khoảng một năm trước nó cũng quen mỹ lung sau đó liền bám riết bên cạnh mỹ lung như con ruồi tôi biết nó lại muốn cướp của tôi cướp mỹ lung mà tôi yêu say đắm nghe xong câu chuyện gọi là mối tình đầu của cậu ta tôi liền hỏi cậu ta giết em cùng cha khác mẹ với mình bằng cách nào. Câu trả lời đưa ra cực kỳ đơn giản. Tôi gọi điện bảo đứa con quan đó rằng Mỹ Lung muốn gặp, lừa nó lên sườn núi. Sau khi bóp cho nó ngất đi, tôi lấy đá đập vào gáy cho chết. Sau đó tôi vốn định dùng axit formic phân quỷ xác của nó, nhưng không ngờ vẫn còn lại bộ xương. Đúng là cậu lấy đá đập vào gáy cho đến chết à? Còn nữa, thùng axit formic hôm trước cậu bảo bán cho diện trưởng lư kia mà thật ra là dùng để phân hủy xác chết à tôi hỏi vẻ nghi ngờ vấn có điều mặc dù diện trưởng lư nói dối giúp tôi nhưng mà ông ấy không biết gì cả tôi nhận thấy trong lời nói của cậu ta có không ít kẻ hở thứ nhất nếu chu thiếu long chết vì bị vật cứng đập vào gáy thì nhất định bộ xương sọ phải bị tổn thương nhưng không những xương sọ mà thậm chí cả bộ xương của người chết đều còn nguyên vẹn. Thứ hai, người chết không có điện thoại, rời khỏi cô nhi viện là mất tích ngay, vậy làm sao cậu ta gọi điện thoại cho người chết được? Thứ ba, trên quần áo người chết dính bột phosphor, lúc đó đang giữa mùa hạ, chắc chắn phải thay quần áo hàng ngày, vì thế nhất định bị dính bột phosphor trong ngày bị hại. Mà ban ngày người chết đi học chỉ sau khi ở cô nhi viện về mới có cơ hội chui vào hang xác trẻ con. Nhưng cậu ta lại không khai báo gì về chuyện này cả. Tôi lần lượt chỉ ra từng kẻ hở trong lời khai của cậu ta, đồng thời nghiêm giọng bảo: "Nếu còn không khai thật ra, tôi sẽ quy cho cậu thêm tội dối trá nha." "Tôi tôi tất cả những lời tôi nói đều là sự thật mà, tôi không có nói dối." Cậu ta hơi lắp bắp lần lượt giải thích: "Một là khi lấy đá đập chết người, cậu ta đập không mạnh nên cũng có thể đối phương chưa chết. Thứ hai, cậu ta gọi điện đến cô nhi viện tìm người chết. Thứ ba, người chết đi đến những đầu không liên quan đến cậu ta. Câu nói giấu đầu hở đuôi hoàn toàn thích hợp với những lời giải thích của Chu Tuấn Long. Cậu ta vừa bảo lấy đá đập người ta đến chết, bây giờ đổi lại là có thể đập chưa chết. Lời giải thích thứ hai lại càng không hợp lẽ thường. Lúc đó Mỹ Lung ở cô nhi viện mà cậu ta lại nói mình gọi điện đến cô nhi viện bảo người chết rằng Mỹ Lung muốn gặp. Còn việc người chết đã đi đâu mặc dù không liên quan đến cậu ta. Nhưng tại sao người chết vô duyên vô cớ chui vào hang xác trẻ con lại khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Sau đó tôi lại hỏi cậu ta sử dụng axit formic thế nào để mà phân hủy xác chết thành bộ xương. Câu trả lời của cậu ta cũng hết sức đơn giản, đồng thời có vô số kẻ hở Tôi tôi tưới axit formic lên người của nó, nó nhanh chóng biến thành bộ xương thôi. Cậu dùng axit formic hay là nước quỷ sát? Tôi bỗng cảm thấy hơi đau đầu nên chẳng muốn phản bác lời giải thích này của cậu ta. Tưới trực tiếp axit formic lên người chết thì cần phải dùng bao nhiêu mới có thể khiến cho xác chết phân quỷ thành bộ xương? Tôi không biết số lượng chính xác, nhưng 10 ký chắc chắn là không đủ rồi. Dùng ngần này để mà ngâm xác còn có thể tạm coi là đủ. Hơn nữa, nếu đổ trực tiếp lên xác chết thì tại sao quần áo người chết lại vẫn nguyên vẹn như vậy lời khai của chu tuấn long đầy rẫy kẻ hở khó lòng khiến cho người ta tin cậu ta là hung thủ được thế nhưng nếu cậu ta không phải là hung thủ thì tại sao lại đến đầu thú chứ cậu ta đã là người trưởng thành giết người là phạm tội nghiêm trọng phải bị xử bắn không lẽ chỉ vì muốn nổi tiếng mà đứng ra nhận à trường hợp có thể xảy ra nhất là cậu ta nhận tội thay người khác. Mà người đáng để cho cậu ta làm như vậy có lẽ chỉ là La Thục Phần, người mẹ ngày ngày sống cùng với cậu ta. Nhưng mà La Thục Phần hôm nào cũng làm việc ở cửa hàng quá chất. Người ở các cửa hiệu gần đó có thể chứng minh rằng bà ta có chứng cứ ngoài phạm. Vậy rốt cuộc cậu ta nhận tội thay cho ai? Mặc dù rất có thể chu Tuấn Long nhận tội thay cho người khác, nhưng vì vụ án này đã thu hút sự quan tâm của người dân thành phố, nên buộc phải có câu trả lời với họ một cách nhanh nhất. Nếu đã có kẻ tự động tìm đến, cũng không thể dễ dàng thả cho đi được. Tốt nhất là cứ giam dài ba tháng trước đã, đợi khi người dân thành phố không còn quan tâm đến vụ án này, thì sẽ bí mật thả ra. Vì thế, bất kể cậu ta là hung thủ thật sự, hay là nhận tội thay cho người khác, cũng đều phải bị tạm giam. Giấc giả suốt một ngày, vẫn không tìm ra manh mối, lúc quay lại phòng làm việc, Tuyết Tình và Miu Miu cũng đã về tuyết tình kể cho tôi nghe tình hình viện trưởng lư ngoài việc thường xuyên cãi cọ với mỹ lung ra ông ta không có biểu hiện nào khác thường đã không tìm ra manh mối thì đành phải về nghỉ ngơi sớm vậy hy vọng ngày mai sẽ có phát hiện mới đang chuẩn bị ra về bỗng nhiên thấy có ai đó kéo áo mình từ phía sau quay đầu nhìn lại quá ra là miêu miêu tôi liền hỏi cô có việc gì không cô không trả lời ngay mà đợi tuyết tình và những người khác ra khỏi phòng rồi mới kiển chân nói thầm sát bên tai tôi hôm nay ở cô nhi viện tôi nhìn thấy mấy thứ rất đáng sợ quái lạ cô ta nhìn thấy thứ đáng sợ mà sao tuyết tình lại không nói cho tôi biết mặc dù tính cách lạnh lùng nhưng thường ngày tuyết tình rất quan tâm đến miêu miêu hai người cũng chưa từng xích mích với nhau bao giờ tại sao miêu miêu lại phải đợi tuyết tình đi rồi mới bí mật nói với tôi chuyện này